và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Dạp cưới dựng giữa đường, gia chủ viết bảng ra lệnh, người đọc phát cấu. Hình ảnh dạp cưới dựng giữa đường là hình ảnh không còn xa lạ với mọi người. Việc dựng dạp cưới thế này gây nhiều phiền toái cho người đi đường vì lòng đường bị thu hẹp, xe cộ khó qua lại. Ngoài ra còn tiềm ẩn mối nguy hiểm va chạm giao thông có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Mới đây, một gia đình dựng rạp đám cưới vì thấy bất tiện cho người đi lại nên đã dựng sẵn tấm bảng nhà có việc xin lỗi không đi lối này xin cảm ơn câu xin lỗi và cảm ơn rất chu đáo của gia chủ song vẫn vấp phải sự khó chịu của mọi người trong ảnh có thể thấy từ khu vực rạp cưới cho đến bảng thông báo khá cách xa nhau và còn có rất nhiều cửa hàng đang kinh doanh quan trọng hơn là gây phiền toái cho mọi người ảnh hưởng việc đi lại cho người tham gia giao thông nhiều cư dân mạng cho rằng cần phải nghiêm cấm dựng rạp ở giữa đường bởi chưa kể chuyện đi lại mà có thể gây nên nhiều tình huống xe lao vào dạp cưới gây hậu quả khôn lường. tuy vậy, đa số ý kiến lại cho rằng cách viết của chủ nhà có vấn đề, cách viết chống không không đi lối này như một kiểu ra lệnh. lẽ ra chủ nhà nên tinh tế hơn trong cách viết bằng cách thêm chữ vui lòng hay làm ơn, như vậy chắc chắn sẽ không gây nên bức xúc cho người đọc. dựng rạp trong ngõ đã không chấp nhận được rồi đây lại toàn giữa đường dựng rạp viết câu từ như kiểu ra lệnh ý. ồ dựng dạp ra giữa đường đã không được rồi lại còn chiếm cả một đoạn đường dài. Đây không phải trường hợp đầu tiên mà chủ nhà lấn chiếm lòng đường để dựng dạp cưới. Trước đó có rất nhiều màn dựng dạp khiến người qua đường nóng mắt mời quý vị điểm lại một số hình ảnh dạp cưới kể trên và rút kinh nghiệm nếu mình rơi vào trường hợp vậy để xử lý thỏa đáng.